Cristiano Ronaldo những kỷ lục vô tiền khoáng hậu mở màn thập kỷ mới. Cú hat-trick vào lưới Cagliari ở vòng 18 Serie A đêm 6 tháng Giêng giúp Ronaldo tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập với nhiều kỷ lục đáng kinh ngạc mà rất có thể khó có ai phá vỡ được. Anh tỏa sáng rực rỡ giúp lão bà bắt đầu thập kỷ mới bằng chiến thắng 4-0 trên sân nhà trước Cagliari. CR7 ghi 3 bàn và kiến tạo cho người đồng đội Higuain lập công. Ronaldo quả là một chuyên gia, chiếm spotlight. Trong một ngày đặc biệt khi Serie A chào đón sự trở lại của Ibrahimovic, thì CR7 mới là cái tên sáng nhất cho đến lúc này. Siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập hat-trick ở tất cả các giải đấu lớn Premier League, La Liga, Serie A, vòng loại World Cup, vòng loại Euro, Copa del Rey, Club World Cup, World Cup, UEFA, National League và cả Champions League. Thêm vào đó, anh cũng là cầu thủ người Bồ Đào Nha đầu tiên trong lịch sử ghi 3 bàn trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Italia. Đây là cú hat-trick 56 trong sự nghiệp của anh, với một thành tích vô tiền khoáng hậu, thậm chí người đồng nghiệp, người cạnh tranh với anh trong rất nhiều cuộc đua, Lionel Messi cũng chưa thể chạm mốc này. Chưa hết, Ronaldo còn ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên nổ súng trong 18 mùa liên tiếp. Chỉ tính riêng trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu từ năm 2003 đến năm 2020. Ngoài cú hat-trick mang về cho anh rất nhiều kỷ lục mới, thì trận thắng này đã ghi nhận màn trình diễn thật sự xuất sắc của ông già tuổi 35. Anh 5 lần qua người thành công với hiệu suất 100%, những đường chuyền của anh đạt độ chính xác 87%, 69 lần chạm bóng, 8 cú sút, 3 bàn thắng, 3 cơ hội và 1 kiến tạo. Ronaldo thật sự rất biết cách làm cho truyền thông phải nhắc tới mình trong một ngày báo chí đang thật sự đói tin khi mà các giải đấu còn đang chưa bắt đầu năm mới. Ngay trước thềm trận đấu đầu tiên của thập kỷ mới, Ronaldo xuất hiện với bộ cánh mới cùng với chiếc iPod Shuffle 2005 đi kèm tai nghe có dây với một dáng vẻ khá tự tin và rạng rỡ. Anh thật sự biết cách để thu hút truyền thông, ngay cả khi chưa ra sân. Một thập kỷ mới đến, anh dường như đang chờ thời điểm để tỏa sáng, chứ không hề tỏ ra áp lực trước tuổi tác hay thời gian. Vài ngày trước, báo chí có đưa hình một cầu thủ là Charlie Adam xuất hiện với vẻ ngoài của một ông già. Đặc biệt, họ đặt cảnh Adam với Ronaldo khi cả hai anh đều 34 tuổi. Nhưng thực sự, việc nỗ lực tập luyện thể thao, khát khao vươn lên không ngừng để phá vỡ những kỷ lục và vẻ ngoài tự tin săn chắc với từng thớ cơ đã giúp cho Ronaldo trẻ hơn rất nhiều ở độ tuổi của anh. Ở tuổi 33, Eric Cantona, một trong những số 7 huyền thoại của Old Trafford trước Ronaldo, đã treo giày được gần 3 năm. Ở tuổi 33, Zinedine Zidane, người từng là thầy của Ronaldo ở câu lạc bộ cũ, chuẩn bị bước vào mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ tại Bernabeu. Nhưng với một Ronaldo mê tập luyện hơn cả người tình, một Ronaldo chưa bao giờ hết khát khao ghi bàn, một Ronaldo vẫn đầy tham vọng cho vị trí số 1, 34 vẫn chưa phải là một cột mốc để dừng lại. Thậm chí một tháng nữa thôi, anh sẽ chào đón sinh nhật lần thứ 35 của mình. Ronaldo đã cho tất thảy thấy rằng anh hoàn toàn có thể làm được những điều vĩ đại hơn cả giai đoạn đôi mươi. Và Ronaldo vẫn có một niềm tin lớn lao, anh sẽ còn tốt hơn cả những gì tốt nhất mà mình đã vươn tới trước đó. Nhưng có một thứ mà Ronaldo, dù có là một hình mẫu vận động viên thể thao chuyên nghiệp tiêu biểu, dù được coi là cầu thủ hoàn hảo bậc nhất từ xưa đến nay, dù vẫn miệt mài tập thể lực nhiều tiếng mỗi ngày, cũng không thể cưỡng lại được, đó là quy luật của thời gian. Hiếm có cầu thủ chuyên nghiệp nào duy trì trên đỉnh cao lâu như Ronaldo. Nhưng thời gian luôn có lý lẽ riêng và ngôi sao người Bồ Đào Nha, dù luôn có những lời quyết tâm, dù luôn chơi bóng với tinh thần cao ngút ngàn như pha bật nhảy siêu việt vào lưới Sampdoria, có lẽ hiểu hơn ai hết về giới hạn của bản thân mình. Trong những năm qua, chính bản thân Ronaldo cũng phải tự điều chỉnh cách chơi của mình, như ít giạt cánh hơn, chỉ tăng tốc khi cần thiết và hoạt động thường xuyên trong vòng cấm địa đối phương để phù hợp với những đổi thay ít nhiều ở thể trạng. Trong một buổi phỏng vấn mới đây ở Qatar, Ronaldo thể hiện ước mơ muốn sống thêm 50 tuổi nữa để anh có thể làm những điều mà anh chưa từng làm, chẳng hạn một diễn viên của Hollywood. Nhưng có lẽ ước mơ đó của anh chắc phải lùi lại lâu hơn, bởi hiện tại, cầu thủ 35 tuổi này vẫn còn bận rộn với khát khao lớn nhất của đời mình ở môn thể thao vua. Anh còn bận rộn ghi bàn, bận rộn phá kỷ lục và bận rộn với những đỉnh cao mới. Đặc biệt là việc cùng Juventus chinh phục Champions League và sau đó là kỳ Euro cùng Bồ Đào Nha. Có lẽ đó chính là hai mục tiêu anh cần vươn tới nhất trong năm đầu tiên của thập kỷ này.